Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Vậy làm như thế nào để thế hệ trẻ ngày nay thêm yêu hơn các môn lịch sử trong các môn học tại nhà trường? Thì thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì bộ môn lịch sử ở các trường trung học phổ thông được coi là môn phụ nặng nề và khá là nhàm chán. Thậm chí thì nhiều học sinh còn sợ môn lịch sử dẫn đến chất lượng dạy và học môn này bị giảm sút. Và thực tế thì giáo dục lịch sử là giáo dục tình yêu quê hương đất nước. Vậy muốn làm được việc đó thì giáo viên phải hiểu đúng cái mình muốn dạy và tự làm được điều mình muốn và dẫn dắt học sinh đi theo con đường tự học, tự tìm hiểu trên cơ sở tình yêu, sự ham thích cũng như là cảm xúc say mê với môn học. Và để bàn kỹ hơn về câu chuyện này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục chuyên gia của bạn ngày hôm nay. Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Liệu. Cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, chúng ta sắp bước vào năm học mới, năm học 2024-2025. Và đây cũng là một trong những cái năm học rất là đặc biệt đối với lứa học sinh khối lớp 12 khi các bạn thi theo chương trình sách giáo khoa mới. Đối với chương trình mới thì lịch sử được lựa chọn là môn học bắt buộc. Tuy nhiên đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì lại là môn tự chọn. Ông nghĩ sao về cái nội dung này? Kỳ thi sắp tới là chúng ta thực hiện theo chương trình sách giáo khoa 2018. Trước đây chúng ta thi là có 6 môn, 3 môn bắt buộc và 3 môn tổ hợp tự chọn. Nhưng năm nay, theo chương trình mới thì chúng ta có 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Môn lịch sử là môn học bắt buộc nhưng trở thành môn tự chọn trong thi tốt nghiệp. Tôi rất là tin tưởng và tôi rất là lạc quan là ngoài 2 môn văn toán bắt buộc ra, thì tôi cũng nghĩ là môn lịch sử sẽ được rất nhiều em học sinh lựa chọn để thi tốt nghiệp. Bởi vì trong chương trình đổi mới sách giáo khoa từ lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì cái kiến thức lịch sử rất là cơ bản và nó mang tính tích hợp, tính liên ngành rất là cao. Cho nên so với môn địa lý, so với môn giáo dục công dân và so với các môn khác thì tôi nghĩ môn lịch sử chắc chắn sẽ được nhiều em lựa chọn để thi tốt nghiệp. Ông đánh giá như thế nào về tình yêu lịch sử của các bạn học sinh thế hệ ngày nay ạ? Môn lịch sử thực ra đó là những câu chuyện chúng ta kể lại cho các em. Nó thời gian gần đây, nó diễn ra thời gian xa hơn. Và chúng ta kể lại cho các em bằng những câu chuyện đó hàng ngày thì các em sẽ nhớ hơn, các em sẽ thích hơn. Còn trước đây chúng ta viết sách, chúng ta giảng dạy cho các em mang tính hàn lâm rất cao. Nhưng bây giờ thì mang tính thực tiễn, áp dụng vào cuộc sống nó nhiều hơn, cho nên các em thích hơn. Và tôi cũng rất là lạc quan về cái điều mà Bộ Giáo dục Đào tạo có những thay đổi về sách giáo khoa, thay đổi về chương trình tích hợp. Cái đó là cái mà các thầy các cô đi dạy rất là thích và các em học sinh cũng sẽ yêu thích môn lịch sử hơn. Vậy theo ông, để học sinh yêu môn lịch sử thì chúng ta có thể bắt đầu ngay từ đâu ạ? Để cho học sinh yêu môn lịch sử thì bắt đầu phải từ thầy cô giáo. Thầy cô giáo, những người giảng dạy môn lịch sử trước hết phải yêu thích môn lịch sử. Tôi nghĩ là thầy cô giáo phải có một tình yêu đích thực cho môn lịch sử. Khi mà chúng ta có tình yêu đích thực cho môn lịch sử ấy, thì khi chúng ta dạy môn lịch sử, chúng ta trang truyền cho các em, chúng ta tạo cái cảm hứng cho các em thì các em mới thích môn lịch sử được. Khi cả thầy cả cô không thích, khi cả thầy cô không có tình yêu thì làm sao mà bảo học trò nó thích, bảo học trò nó yêu được. Cái đó là cái rất là quan trọng. Cái thứ hai là từ thầy cô giáo đó phải có phương pháp giảng dạy lịch sử hay là các môn khác, chúng ta phải có phương pháp. Mà phương pháp lịch sử nó khác phương pháp của các môn học khác. Ở đây chúng ta phải dựa vào phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích. Đưa ra những phương pháp đó để giúp các em chúng ta tiếp cận các sự kiện lịch sử. Chứ còn nếu chúng ta không trang truyền cho các em về phương pháp, chúng ta chỉ dạy kiến thức thôi ấy, thì các em khó lòng mà các em hiểu được các sự kiện lịch sử, hay là các em chấp nối các sự kiện lịch sử, hay là phân kỳ các sự kiện lịch sử. Thì tôi cho rằng là cái điều quyết định đối với việc yêu thích môn lịch sử của các em chính là từ các thầy các cô. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Liệu vừa chia sẻ thì để học sinh yêu môn lịch sử thì phải bắt đầu từ chính thầy cô giáo, những người mà trao truyền cho các em cái tình yêu môn lịch sử. Vậy đối với chương trình giáo dục phổ thông mới thì các thầy cô giáo cũng cần phải thay đổi cái phương pháp dạy học như thế nào để làm cho các bạn học sinh của mình yêu thích cái môn học này? Khi mà có chương trình sách giáo khoa mới thì cả thầy cô, điều đầu tiên là cả thầy cô phải tập huấn. Được những người biên tập sách giáo khoa hướng dẫn cách tiếp cận. Cái thứ hai là tổ chức các tọa đàm từ bộ môn, rồi sau đó tổ chức các cái hội thảo
để chúng ta tiếp cận cái môn học này trong sự tích hợp với cả môn học khác như thế nào, thì đội ngũ giáo viên phải thay đổi. Trước đây chúng ta dạy theo một cái chương trình nó rất là khác, bây giờ chúng ta dạy theo một chương trình khác. Và vì vậy cho nên trong quá trình đào tạo giáo viên hiện nay, người ta cũng đào tạo khác. Trước đây là đào tạo đơn môn, bây giờ người ta đào tạo tích hợp, đào tạo liên môn. Thì tôi nghĩ rằng là đội ngũ giáo viên chúng ta phải có những cái sự chuẩn bị tốt khi bước vào năm học mới để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, mà trong đó là đặc biệt vấn đề tập huấn, rồi là tự đào tạo của các thầy cô giáo, rồi tổ chức các cái tọa đàm, các cái hội thảo để làm thế nào đó nâng cao cái nhận thức của các thầy các cô, đổi mới phương pháp các thầy các cô, và đặc biệt là tình yêu của các thầy các cô đối với môn lịch sử. Tôi nhấn mạnh lại ở đây là phải có tình yêu đích thực đối với môn lịch sử thì chúng ta mới trang truyền cho các em được, chứ nếu không ấy sẽ rất là khó. Và các em học sinh thường nói rằng đây là một môn khô khan, đây là một môn không ứng dụng được, đó chính là từ người thầy của chúng ta. Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Liệu đã có buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn ông rất là nhiều.